Hello Đây Mình và em gái mình đây Đang ở ngoài vườn nhà bà Có hiểu sao mùng 1 Mình đã đi ra ngoài vườn hái khế không, mọi người ạ Hái khế với cả hái giấy mít Không biết là mọi người có biết giấy mít không Là cái quả mít mà bé xíu ấy Thì hái về ăn Đây là vườn rau nhà bà Rau mùi nó hoa phun luôn Không bây giờ phải gọi là nhà cậu mợ mình thôi mọi người ạ Vì uh, bây giờ chỉ còn cậu mợ thôi đây em dai mưa của mình lăng đi hai khế đây Lúc đầu mình định chạy ra ngoài đây quay cơ Nhưng mà mình chợt nhớ ra là mình đi giày Và mình dắm vào chỗ này nhá Nó mà bận giày nhá Xong rồi tí mình chạy nhăm nhăm nhông nhông vào nhà cậu Chắc cậu vá cho không còn cái răng nào để ăn tết mấy mọi người đi thôi mình đã quyết định quay gót bỏ về Đây bỏ về trong sự nhăn nhói này Đây là lúc mình đang nói con em mình Tại sao nó không ra lấy đồ cho mình ăn Đây là một con em khác Ở ngoài nó dễ thương cực kỳ luôn ấy Eo ơi dễ thương lắm ấy mình cứ nhìn thấy gái dễ thương là mình thích cực kỳ rồi đây là lúc mình đang chọc nó thế là mình phải chạy ở đây vì mình sợ đang đánh mọi người ạ thế là ra đầu nhất nhóm nhà mình sợ nó đánh lắm chúng nó siêu siêu khỏe luôn thì thôi thà mình chạy trước còn hơn là đứng trước bọn trâu bò đấy xong rồi mình vẫn cố gắng chọc cho vài câu đây mọi người thấy không đây là hoa hoa hành nhìn trông đẹp nhỉ Lúc đầu mình định vặt cái này về để cho mẹ chồng Nhưng mà thôi mình suy nghĩ lại là dù gì nhà cậu mở mình Mình có thể ra hái bất cứ lúc nào nên thôi Cứ để nhà cậu mở dùng chồng cho nó nhàn Lúc này thì trời nắng ơi nắng Vì lúc ấy là 12, tức là 12 giờ trưa rồi ấy Bọn mình vừa đá xong mâm cỗ nhà cậu xong Thì ra ngoài đây hái hoa quả ăn trắng miệng mọi người ạ Thè gặp mọi người ấy, gặp anh em trong nhà vui là vui lúc nào cũng kiểu cười cười nói nói chuyện kiểu luôn mồm luôn miệng luôn ấy cực kỳ luôn Xong rồi vườn nhà cậu mọi mình thì cái gì cũng có Đây là ao bèo nhà cậu này Ao bèo tuổi thơ của nhà mình Xong rồi rau củ quả cũng có Rau củ cũng có này Hoa quả thì gọi là siêu nhiều Nhưng mà mùa này thì chả có gì cả Đây là khuôn mặt mình hóng hớt Đang chỉ đạo em mình hai giấy mít mọi người ạ Đây, xin phép dung tua cho mọi người giấy mít Tại vì cậu mình kêu là nó là giá được Nên nó không ra quả to được Nên cậu mình cho phép mọi người hái về ăn Nhưng mà xảy ra sao mùng 1 Ăn chua, ăn chát Ăn khế, mặc dù là khế ngọt Nhưng mà nó cũng là khế Còn Ăn bánh mít thì gọi là siêu siêu chát rồi Mọi người ạ, à. vừa ăn vừa thấm nhầm Thấm nhầm sự chát của nó Trời nắng ơi, nắng như mình Vẫn cố gắng đứng, đứng chỉ đạo em mình Đấy, vừa đứng vừa chỉ đạo Lúc này thì uh, các em đã vào trong kia Một em đã vào phong muối rồi Giờ khế rồi ngoài ăn Còn mình thì vẫn đứng lông nhau ở đây Vì mình già rồi Mình chỉ có nhiệm vụ leo que rồi ăn thôi Chứ bây giờ bắt mình hành động Mình làm việc nữa thì chắc mình chết Đây, mình đứng chỉ đạo chỗ nó đây Thích cực kỳ luôn Sau đoạn này thì mình đi về Ăn, nhưng mình thực sự là mình Trong lúc mình ăn thì mình không nhớ gì cả Nên bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người trong những video ăn tiếp theo